Phản ngữ Hoàng Anh Tiến xin được kính chào toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2022 thì em Hồng đang có mặt tại cơ sở 2, đường tránh thành phố cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa các bác ạ. Đấy. Trước cửa cơ sở 2 ngày hôm nay thì có một em siêu phẩm em xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác, là một tấm gỗ hương hàng nhập khẩu Nam Phi. Và tấm hương ngày hôm nay được xẻ ra từ cây có đường kính rất là lớn các bác ạ. Đấy, cây này thì cập bến là em cũng có giới thiệu với toàn thể các bác rồi. Có chiều dài là 6m60 đúng không ạ? Và đường kính đầu gốc là 3m6, đường kính đầu ngọn là 3m3. Rất là khủng long luôn các bác. Hàng cập bến, cập bãi nhà em thì phải nói là khủng long về làng, nó quá là khủng long luôn. Và tấm này, tấm hương ngày hôm nay là một tấm bắp bìa được xẻ ra từ cây 6m6. Em muốn giới thiệu trực tiếp và cụ thể đến toàn thể các bác hơn. Và tấm chiếu ngày hôm nay đo chiều dài từ điểm ngắn nhất là dài 6m55 và rộng gốc là 3m2, đoạn giữa là 2m4 và đầu ngọn là 2m57. Với những các cái tấm bắp bìa mặt rộng 3m cho đến 2m5 như này thì nó không tránh được tí tì vết các bác ạ. Nhưng mà cái vết như thế nào ạ? Vết này là vết cho phép các bác nhá. Vết này thì giống như là muỗi đốt inox các bác ạ. Đấy, đúng không ạ? Muỗi đốt inox ấy. Nó quá là cái điều bình thường. Dày 22cm, đấy, độ dày là 22cm này. Tấm chiếu là vân veo thì thôi rồi, nó quá là đẳng cấp luôn, vân vân mây mây này. Đấy, nó trông nó rất là nhẹ nhàng. Chất gỗ thì rất là rắn. Đấy. Gỗ nhà em thì nói thật với các bác là riêng cái dòng hương nhập khẩu Nam Phi, riêng cái dòng hương ấy cốp nhập khẩu Nam Phi Hoàng Anh Tiến thì cập bến thì phải nói là xẻ ra thì chất rất là xịn sò luôn rồi. Trong cái quá trình xẻ ra thì nói chung là mặt gỗ thì đỏ au. Chất gỗ thì rất là rắn, mà vân veo uốn lượn thì thôi rồi luôn đúng không ạ? Đây là mặt rộng các bác nhá. Sau đây thì em sẽ quay mặt tiếp theo cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Đấy, đây là mặt nhỏ các bác ạ. Mặt nhỏ nhưng kích thước không hề nhỏ là bao nhiêu. Đầu gốc là rộng 3m05. Điểm nhỏ nhất là 1m95 và đầu ngọn là 2m3 các bác ạ. 2m3 nhá. Thật với các bác là cần hàng, mặt hàng cần gần giáp bìa thì cái độ vân chun của nó thì phải nói là đỉnh của chóp luôn. Nó uốn lượn rất là nhiều, các cái đường nét vân chun nó uốn lượn thì thôi rồi, mà kèm theo đấy thì các cái nu cám, nu giọt nước nó lăn tăn rất là nhiều. Riêng cái mặt hàng này nha, em đảm bảo với các bác là chỉ cần bào lên và quét lên một lớp lót thôi thì thôi rồi, quá là đẳng cấp luôn. Hàng nhìn u mê luôn các bác ạ. Đấy. Hàng này thì nói thật với các bác là vì sao nhà em lại phải dựng đóng gông. Với những cái mặt hàng mà nó dày 22 cho đến 25-30, kể cả là dày 20 thì nhà em vẫn dựng đóng gông bình thường. Vì cái kích thước mà nó dài so với lò sấy là nó dài quá khổ, nên bên em phải dựng phơi cho nó khô và co ngót. Sau đấy bên em phải đưa ra thị trường những cái sản phẩm nó tốt nhất và nó đảm bảo chất lượng nhất cho toàn thể các bác. Và tấm chiếu hương ngày hôm nay này, em xin đọc lại kích thước cho các bác cùng nghe nhé. Mặt nhỏ đây. Đấy, bác nào mà nghe không rõ thì các bác có thể nhìn trực tiếp ở trên màn hình giúp em. Cây này được xẻ ra cây đường kính rất là lớn. Đấy, mà kèm theo đấy thì cây lớn thì như nào ạ? Độ tuổi của nó thì lâu năm, nó già đời. Tất nhiên là chất lượng gỗ của nó thì rất là rắn giỏi rồi đúng không ạ? Đấy, chất lượng gỗ của nó thì rất là rắn. Đấy, kèm theo đấy là đường nét vân chun thì nó lâu năm, nó già dặn thì nó già đời hơn, thì đúng là cái đường nét vân chun nó nhiều hơn và nó dày dặn hơn, nó uốn lượn nhiều hơn. Đấy, các bác có thể nhìn trực tiếp ở trên màn hình giúp em nhá, với kích thước thông số nhá. Và tấm chiếu này thì được xẻ ra từ cây 6m6 đây. Và bác nào có quan tâm đến những các cái mặt hàng nguyên tấm nguyên khối này, đấy, hàng khủng, hàng VIP này, các bác nhanh tay liên hệ đến Hoàng Anh Tiến theo các số hotline ở trên máy đang giúp em. Hoặc các bác có thể là đến tại cơ sở 2 là đường tránh thành phố cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa các bác nhá. Và riêng cái tấm chiếu ngày hôm nay nó dài 6m6, là 6m55. Không nhất thiết là em bán nguyên tấm, bác nào có nhu cầu mua 3m, 3m2 em vẫn cắt bán bình thường. Và bác nào cần những cái mặt bàn tròn đường kính lên tới 2m8 như cái tấm chiếu ngày hôm nay thì bên em vẫn quay bán bình thường các bác nhá. Hàng quá đẳng cấp luôn. Và hiện nay thì Hoàng Anh Tiến đang sẽ tiếp tục những các cái mạch tiếp theo. Bác nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng trực tiếp đến các số hotline sau: 0977999000 hoặc 0931392777.
Và Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.